Và sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật. Phần 1, tiếng gọi non sông với các tác phẩm Lời thề trước bình minh, sáng tác Hồ Trọng Tuấn, biên đạo múa Duy Đức, biểu diễn hợp ca nam nữ và tốt múa, đội tuyên truyền lưu động, thành phố Hải Phòng. Đường lên phía trước, sáng tác Tiến Minh, biểu diễn A Long, A Xin, A Tâm, Kiết Thường, Đàm Văn Tú, đội tuyên truyền lưu động, tỉnh Kon Tum. Múa Chị Gánh Anh Thồ, biên đạo múa, nhà giáo ưu tú Nguyễn Vĩnh Hiền, Minh Mẫn. Biểu diễn tốt múa nam nữ, đội tuyên truyền lưu động, tỉnh Bình Phước. Bài ca Hồ Chí Minh, sáng tác Ewan Macon, dựng hát Hoàng Thống, biên đạo Thiện Nhất. Biểu diễn Phước Tính, Hoàng Thống, Anh Thư, Thu Nguyên, Kim Tuyến, Bảo Trân, Đình An, Thành Công, đội tuyên truyền lưu động, tỉnh An Giang. Sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Lời thề vì nhân dân quên mình vang lên giữa khu rừng Việt Bắc, trở thành niềm tin và ý chí sắt đá vào thắng lợi cuối cùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.